Ngày 22 tháng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can, lệnh khám xét với ông Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Văn Thuấn, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Hoàng Văn Khoa, cựu Vụ trưởng Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Hồ Đức Hợp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, Lê Công Tiến, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cùng tội danh, hai người bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú là Bùi Đoàn Như, nguyên trưởng phòng khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, Lê Duy Phương, cựu chuyên viên chính vụ khoáng sản. Các quyết định lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Đây là diễn biến mới khi Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, buôn lậu, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.